Cố gắng nhờ. Em ơi. Tí ơi. Chưa đặt. Nhìn cháu lớn lên từng ngày, đôi khi bà Quý vẫn cứ ngỡ là mơ. Bà vẫn nhớ như in thời điểm con gái mới mang thai, đến tuần thứ 25, chỉ một dấu hiệu đau bụng, nhập viện thăm khám, mẹ và bé đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Hôm ấy cháu đau bụng thì em có đưa cháu vào bệnh viện thì siêu âm thì là bác sĩ báo là cháu hết sạch nội ối, không có một ít nội ối nào hết, không biết là nguyên nhân từ đâu. Người ta khuyên là đình chỉ thai. Lúc đấy về là nhà là cũng là tất cả là ông các bà là các gia đình là nói chung là rất là hoang mang, không ăn không uống gì cả. Bằng linh cảm của một người mẹ, Vân Anh quyết tâm giữ con. Dù đã cạn hết ối, tiền lượng xấu, được chỉ định đình chỉ thai, nhưng cả gia đình vẫn tiếp tục đến bệnh viện thứ ba tìm thêm hy vọng. Trên chuyến đường xuống Hà Nội thì em bé vẫn đạp bình thường ạ. Lúc đấy thì rất là buồn, chỉ mong là xuống đấy các bác sĩ cứu em bé thôi ạ. Ối của bạn ấy hết sạch, tử cung bó chặt em bé luôn. Và lúc đó tim thai đã có những cái nhịp rất là nhanh, nguy cơ mất tim thai, nguy cơ thai lưu rồi. Bạn này lại ở cái thể đặc biệt và không ai nghĩ rằng bạn ấy vỡ tử cung. Khi mà mình nghĩ đến cái nguyên nhân đó thì mình đã phải ngay lập tức hội chẩn với giám đốc bệnh viện để đưa ra được cái phương án. Đây cũng là một cái ca cực kỳ hy hữu ở trên thế giới. Chưa có trong y văn báo cáo là vỡ tử cung bung cả buồng ối vào trong ổ bụng người mẹ. Em bé gần như sống trong tình trạng không có nước ối, mới 25 tuần. Nếu như bây giờ xử lý thì cái thai sẽ không thể khả năng nuôi được, là khờn chứ không có. 25 tuần tuổi, có vài lạng thôi, làm sao nuôi được. Liệu chúng tôi có thể tiếp tục theo dõi thai, giữ thai và truyền dịch trường ối cho thai để hy vọng cái thai lớn lên không? Cũng có phần nào là bắt đầu có một tia hy vọng nhỏ nhỏ đấy. Tuần sau thì các bác sĩ truyền ối, truyền yếc cho cháu mà truyền vào đến đâu thì nó lại cạn. Đúng, nó không hiểu là tại sao nhà lại cứ càng lo. Nắm lấy một chút cơ hội dù nhỏ để được đón con chào đời, người mẹ trẻ chấp nhận đối mặt với vô vàn rủi ro trong suốt hơn một tháng giữ thai trong tình trạng hết ối. Có khả năng chảy máu nguy kịch đến tính mạng sản phụ bất kể lúc nào. Lúc đó thì bắt buộc phải phối hợp tất cả các khoa phòng trong bệnh viện, từ dược lý để tìm cách khống chế nhiễm trùng, từ sản bệnh để chăm sóc em bé để cho mẹ đảm bảo. Thì bác bảo cố giữ đến tuần 28 thì nếu mà được 1 cân thì mổ ra thì nuôi được. Thì giữ đến tuần 28 thì em bé vẫn tăng cân bình thường. Thì bác lại bảo thôi cố đến tuần 31, 32. Hơn một tháng chiến đấu, giành giật lại sự sống cho đứa con vẫn đang nằm trong bụng. Lúc về với mẹ là em bé được 1 cân 9 á. Bế trên tay thì bé vẫn kiểu vẫn lọt tay bé lắm. Gia đình vui lắm, từ khi là cháu lại là cháu ngoại đầu tiên. Vâng, ngoại đầu tiên của gia đình tôi, nên là bây giờ là thấy cháu nó phát triển khỏe mạnh bình thường là gia đình rất là vui ạ. Hạnh phúc trong phút giây nghe tiếng con khóc chào đời chẳng thể đo đếm được bằng những tháng ngày mẹ đối mặt với rủi ro. Thế nhưng đâu chỉ là rủi ro, có những hy sinh mà chính người mẹ đã lựa chọn để con được thấy ánh sáng của cuộc đời, dẫu cuộc đời ấy sẽ là vắng mẹ. Tiếng khóc của em, cậu bé chưa đầy tháng, trong căn nhà xuân này vơi nụ cười. Bởi nỗi đau,
em sẽ chẳng một lần được nghe câu du hời từ mẹ. Những ngày cuối của 9 tháng mang nặng, cơn đau đầu tưởng như thường lệ lại là dấu hiệu bạo bệnh ập đến. Để rồi mẹ phải xa em, chưa một lần gặp mặt, chưa một cái ôm. Khám mới bảo là phải bây giờ là phải mổ để lấy con ra trước. Mổ xong thì đem con ra thì nó xin là để cho gặp con tí. Thế ra vừa là lúc đó thì là bắt đầu nó mê man. Lúc mà vào bàn mổ ấy thì em vào thay quần áo cho vợ ấy, là có bảo vợ bảo là cố gắng lên thế để có nghị lực để ấy, bởi vì nó gây mê ấy. Nhưng mà xong rồi bảo là giờ thì phải mổ xong rồi đến khi là nó bảo là thế thì lúc nào mà em có chuyện trí ấy để cứu con. Cửa sinh là cửa tử, mới hơn 20 tuổi và lần đầu làm mẹ, hẳn mẹ em đã có nhiều lo lắng cùng sợ hãi. Nhưng giữa thời khắc sinh tử, mẹ đã dặn bố cứu em và chọn bước vào cửa tử. Để giờ đây thương mẹ thì lại xót em. Nay bố vừa là cha lại vừa là mẹ, có con chưa tròn tháng, bố vẫn lóng ngóng bình sữa pha vội. Lúc đêm em đói, câu du vắng nhịp. Lúc em khóc đòi hơi mẹ, có đêm bóng bố bóng em tìm bóng mẹ. Rồi là khải con nó ra mắt là dậy là có phụng ở mẹ bụng thôi, mà là tháng này là dậy là cứ mơ không có rửa thôi, đơn mở đời bố làm rửa là nhưng mình uống nó khóc. Con thương con mẹ biết. Trong lòng vẫn vui. Đây là xóm ai thương, ai cũng thương lắm. Đêm lạnh, nhà vắng, cuộc trò chuyện ít lời, lặng tiếng nhưng ấm tình. Cái tiếc thương người mẹ trẻ phận đời ngắn ngủi, nay được họ hàng, làng xóm dồn cả cho em trong những tiếng ầu ơ. Cô cũng vừa là người hàng xóm, cũng vừa là người anh em. Nhưng mà mấy ngày qua mà qua cái việc mà cháu mất thì cô cũng chạy qua chạy lại động viên, giúp đỡ cách này cách khác. Thì cũng tiền của thì cô cũng có, chứ còn cái việc chăm sóc cháu thì cũng phải đi lại để chăm sóc cháu. Tuổi mẹ, tuổi ba, tuổi bố, cô hình ước chi cả, mà chỉ có ước là mà nâng ba cháu hàng ngày là anh khỏe mạnh, đừng có mắc cái những cái bệnh tật chí, rồi là cho cháu anh đêm hôm anh ngoan ngoãn đi, anh ăn cho khỏe đó. Em được gọi là thóc, hạt thóc nhỏ của bà và của bố. Một hạt thóc vàng, 9 giọt mồ hôi. Mẹ qua đời, nhưng em sẽ lớn lên không chỉ bằng tình yêu của bố, tình thương của bà, mà còn bằng cả cái đùm bọc của tình làng, nghĩa xóm. Như nhiều em nhỏ khác trên mảnh đất Việt, được sinh ra trong năm vừa qua, năm của đau thương và sức mạnh. Rất là lo lắng và cảm thấy thật có bệnh con rúm. Đội cứu hộ cũng đã dũng cảm đưa mẹ con em lên và xin kịp thời. Em rất cho là cảm động với con mẹ chú, con mẹ chú con an thì chắc không biết sao mà sống được bình viện. Cảm ơn rất nhiều các anh đã nỗ lực vì nhân dân mà không quản khó khăn, không quản khó khăn đến mất. Từ đêm
bao đàn này ơi hơi này chất choáng dù máu máu kể trong anh ra khỏi cửa nhà nhau kể cơm thưa rồi canh cằn à đấy cười cười à. Lụt tí lụt ơi tí lụt ơi à. Thì thường thường là kêu là tí lụt tức là một năm nay là năm tí nhưng mà về đặt sinh ra trong cái thời tiết mà lụt lụt như vậy nên là em đặt là tí lụt vì cái năm nay nó đáng nhớ quá. Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngòi mây. Sinh con giữa mùa lũ, không rủ nhau mà những người mẹ miền Trung yêu thương đặt cho con những cái tên nhắc nhớ. Mấy người cứ nói là con bé lụt, xong đặt tên lụt luôn ạ. Cho chưa nhớ kỷ niệm hồi bé thì đẹp lụt. Ba về ba nói là thôi đặt cho là cano. Ba nói là đặt là cano. Cano ơi. Này là lụt, rồi tí lụt, hay cả cano. Các em ở Hà Tĩnh, Quảng Bình hay Quảng Trị, những em bé miền Trung đã được sinh ra như thế, cùng với tình mẹ chở che, còn có sự bao bọc, yêu thương của cộng đồng, xã hội. Chưa từng được tập huấn về nghiệp vụ hỗ trợ sản phụ, nhưng mùa lũ vừa qua, Trung úy Nguyễn Thái Sơn luôn sẵn sàng cho tình huống phải đỡ đẻ bất kỳ lúc nào. Còn Đại tá Phan Thanh Sơn, trong lúc cấp bách, đã trực tiếp lái xe đưa 3 sản phụ đến bệnh viện. Quãng đường thường ngày ngắn ngủi, mà khi mưa lũ lại dài rộng vô cùng. Đến đây thì sẽ ngập xe tắt máy thì bị nước có sóng nó đánh dồn vào thì sang bên vệ đường và nguy cơ xe lật. Nếu xe lật thì sản phụ chết. Chúng tôi xác định là đẩy xe, còn tôi là trực tiếp cầm vô lăng để lái đi. Nghe chị lái rồi là nó phải các anh phải xuống đẩy. Căng thẳng lắm tại vì ngồi trên xe nhưng mà tôi nghĩ là nước nó lên cao quá. Dạ, nên là cùng sơ không biết là có tới kịp bệnh viện không tại vì lúc đó là em cũng đang đau bụng để truyền giá nên là cùng sơ. Không có sơ xếp gì nữa. Đó là chỉ muốn là sống phá làm sao mà qua khỏi cái cơn này thì bởi vì không sơ là nghiệp nguy đến mình nhưng mà sơ cả cái ba sản phụ trong máy xe nó dòng nước nó cuốn cái xe cả sản phụ đấy xe không chơi với trong cái dòng nước lũ ấy, không ai cứu được. Chỉ trong 10 ngày người dân Quảng Bình đã phải gồng mình chống chọi với 3 đợt lũ lớn nhưng cũng trong 10 ngày ấy công an Quảng Bình đã xẻ nước lũ đưa rất nhiều sản phụ đến bệnh viện sinh nở an toàn. Ở nhà tên chị? Dạ, cano. Hình như tên đó là lụt phải không anh? Lụt đây à? Trong cái hoàn cảnh như thế mà mẹ con vuông cảm xúc cùng hạnh phúc. Đấy là cùng cảm thấy được niềm tin ở trong cái bán ngành họ tạo điều kiện như thế tiếp. Mọi gánh nặng thì mình cùng gạt sang bên, cố gắng lao động. Là mình làm cái nền tảng cho con cái lớn lên. Những em bé sinh ra trong mùa lũ, niềm hạnh phúc không chỉ ấm áp nơi mỗi nếp nhà, mà còn sáng tươi khắp cả vùng quê gian khó. Nơi mà năm này nối qua năm khác, mọi người nắm tay nhau, kiên cường vượt qua thiên tai, địch họa. Với niềm tin yêu, tất cả chúng ta đều là gà một mẹ, là hoa một cành. Rồi, mai rồi, mai một đôi, cái gì hả, cái gì không đúng nhé. Mẹ hát muôn lần. A du hơi ơi xưa. A du.
theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bắt buộc phải đeo khẩu trang thường xuyên, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào các tòa nhà, buồng bệnh và các phòng khám của bệnh viện. Người bệnh, người nhà người bệnh có triệu chứng lâm sàng hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19 sẽ vào khám tại phòng khám nguy cơ, phòng 120 nhà C1. Mỗi người bệnh tối đa chỉ một người nhà ở lại chăm sóc trong suốt quá trình nằm viện. Bệnh viện trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Nhà 20 người nhưng chẳng còn ai ở nhà nữa. Người đi viện, người nằm trong phòng cách ly. Hai đêm nay rồi, con khóc tới tắt cả tiếng. Bố mẹ ẵm con dỗ thâu đêm, nhưng con vẫn quấy khóc. Ông mất mà nhà cũng không lập được bàn thờ để đón hương linh nội. Mẹ đã khóc rất nhiều, con trai. Mẹ chưa từng nghĩ sẽ có ngày gia đình mình lâm vào cảnh như thế này. Đau thương vượt quá sức chịu đựng. Nhưng mẹ phải mạnh mẽ lên thôi, vì mẹ còn con trai của mẹ, còn cúng mà. Mẹ đến ngày sinh em giữa lúc dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại. Nỗi lo ngày sinh đến cùng với nỗi lo dịch bệnh. Bệnh viện Bạch Mai, nơi mẹ chọn sinh em, đã đi qua những ngày tháng căng mình chống dịch trong phong tỏa. Giờ đây vẫn tuân thủ chặt chẽ quy trình phòng dịch. Mẹ hiểu, lần sinh này, mẹ sẽ không thể có đủ đầy người thân bên cạnh trong thời khắc đón con. 9 tháng so 9 năm, gian khó tính khôn cùng, nên chút chạnh lòng của mẹ cũng chẳng sai con nhỉ. Nhưng chỉ là một chút thôi, bởi mẹ hiểu, để cùng đón con an toàn và hạnh phúc trong giây phút ấy là những nỗ lực không ngừng của cả một tập thể y bác sĩ, là những quyết tâm không mệt mỏi của cả một dân tộc trong tinh thần phòng chống dịch. Con an toàn, mẹ an toàn, và cả nước ta sẽ an toàn trong dịch bệnh. Mẹ gọi con bằng cái tên Vít để nhớ rằng mẹ đã sinh ra con trong một năm đặc biệt, một năm của những khó khăn, đau thương và mất mát, nhưng cũng là một năm của nghị lực, của lòng quyết tâm, của tinh thần đoàn kết dân tộc trong niềm tự hào hai tiếng Việt Nam. Con còn nhớ bố mẹ không? Chiều bố mẹ đón em sang rồi với Miu nhá. Chị chờ ở nhà. Chị sắp được gặp em rồi. Hạn chế người nhà vào thăm sản phụ, nhớ con gái, vợ chồng anh Nhật cũng chỉ biết gọi video về cho con thường xuyên hơn. Sinh bé thứ hai vào đúng thời điểm bùng phát trở lại của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương. Sau những lo ngại về sự lây lan trong môi trường bệnh viện, gia đình anh Nhật đã tuân thủ chặt chẽ quy định tại bệnh viện, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trải qua quá trình này rồi thì mình cũng cảm thấy yên tâm, vì là bên ngoài thì làm rất là chặt, nên là hầu như là cả mọi người muốn, nhà mình cũng rất là muốn vào thăm ấy, nhưng mà mình cũng bảo là đấy, bên ngoài cũng kiểm soát các thứ ấy, nên là thôi thì đợi 1-2 ngày về thì ông bà thăm cháu sau. Là một trong những bệnh viện tuyến cuối trong lĩnh vực sản khoa, tập trung một lượng lớn bà mẹ và trẻ sơ sinh, công tác phòng dịch thời điểm này được đặt lên hàng đầu. Toàn bộ sản phụ và người nhà đều được đo nhiệt độ, khai báo y tế, phân luồng ngay tại cổng viện. Đây là công tác chống dịch ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đặt lên cao hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng tôi biết rằng ở trong bệnh viện của chúng tôi, trong bốn bức tường của chúng tôi, trong ngôi nhà của chúng tôi là những sinh linh đang rất yếu đuối, là những bà mẹ vừa đẻ xong mất máu, mất sức, sức đề kháng rất kém. Bên trong các khoa phòng, từng tay nắm cửa, từng bề mặt tiếp xúc đều được dọn dẹp vệ sinh khử khuẩn. Những ngày cận Tết Nguyên đán, các nhân viên hộ lý tại khoa phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương vẫn miệt mài tăng ca. Đặc thù khoa sản thì là những khoa trẻ sơ sinh, thì việc dọn vệ sinh thì tương đối được phải được để ý. Thứ nhất là sẽ dọn dẹp tăng cường nhiều hơn. 100% nhân viên, y tá, bác sĩ tại khoa sản năm nay không chỉ nhận nhiệm vụ trực Tết mà còn sẵn sàng phương án ở lại bệnh viện nếu tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp. Chúng tôi phải chuẩn bị thứ nhất là về cơ sở hạ tầng, thứ hai nữa về trang thiết bị, là dù gồm có những cái công cụ bảo hộ, và thứ ba nữa là về nhân lực và con người, cũng phải thành lập một cái tổ
ứng phó khẩn cấp nếu mà có diễn biến và có cái bất thường xảy ra thì chúng tôi sẵn sàng có thể đáp ứng được. Phòng chờ sau sinh những ngày gần kề Tết Nguyên đán, niềm vui vẫn hiện rõ qua lớp khẩu trang phòng dịch. Những em nhỏ vừa ra khỏi bụng mẹ đã phải đối mặt với dịch bệnh, nhưng các con đang được bảo vệ từ sự chung tay của cả một cộng đồng. Bên vành nôi đất nước, lời ru mùa xuân ngân vang. Với một năm đầy biến động như thế này thì em chỉ mong cả em bé sinh ra trong năm nay sẽ kiên cường vượt qua tất cả mọi khó khăn và sức khỏe hạnh phúc. Thì tạo điều kiện cho con, hướng đến con những cái công việc là giúp ích cho xã hội để làm theo các anh các chị với cộng đồng, thì trong cái hoàn nạn là lanh đùm là rách. Thì hôm nay năm nay thì Covid cũng nhiều cái nó cũng rất là phức tạp. Cũng nhiều cái cũng không được ấy lắm, nhưng mà thôi thì được hai cháu này thì tôi cũng là vui lắm. Một em bé sinh ra trong cái thời điểm mà khắc nghiệt như vậy mà đến hiện giờ phát triển rất là khỏe mạnh thì đó là một cái tin người rất là mừng, mà cũng mong rằng trong những cái khó khăn để tiếp tục có những cái ý chí để vươn lên.